Hey anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Hàn Đạo Công Tơ. Và ở video lần trước thì Linami đã build cho anh em một con PC AMD Workstation dành riêng cho render, edit video cũng như là nói chung là làm việc chuyên nghiệp. Và có nhiều anh em comment ở phía dưới là bảo mình build một bộ PC để chơi game của AMD đi. Thì đáp ứng lại nguyện vọng của anh em, video này sẽ là build một con PC AMD dành riêng cho gaming. Nó không dài dòng nữa, vào video thôi nào. Với tổng thể thiết kế bên ngoài là bộ vỏ case Cooler Master Masterbook MB320L. Một con vỏ case với kích thước MATX nhỏ gọn, nó vẫn giữ cho mình cái lối thiết kế quen thuộc của những bộ vỏ case đến từ Cooler Master. Phía mặt trước thì chúng ta sẽ thấy một mặt kính đen với logo của hãng ở phía dưới. Hai bên sẽ là hệ thống gió ở dạng lưới tổ ong để tản nhiệt. Nói chung thì mình khá là thích cái mặt kính đen như này vì nếu mà anh em lắp thêm hai quạt tản nhiệt RGB ở phía mặt trước thì ngoài cái vấn đề tản nhiệt thì con case này nó sẽ còn kiểu được tăng cái thẩm mỹ lên rất là nhiều. Và nói tới đây thì mình cũng đã lựa chọn cho anh em một bộ fan case Coolmun i1 gắn ở mặt trước và đằng sau của bộ máy. Ở mặt hông thì chúng ta sẽ có một tấm kính cường lực và nó sẽ show ra toàn bộ bên trong linh kiện cũng như nội y của bộ máy. Ở phía bên trên này thì sẽ là các cổng cắm kết nối bao gồm hai cổng USB 3.2 Gen 1, một jack 3.5mm, một mic, một nút nguồn và nút reset. Và quan trọng trong bộ máy thì đương nhiên là chúng ta không thể quên được cái bộ não, tức là chip của con máy rồi. Thì ở con máy này thì mình sẽ lắp cho anh em con chip AMD Ryzen 5 3600. Và nói chung là nếu mà anh em đang phân vân giữa việc là chọn con 3600 này, 3600X và 3600XT thì thực sự là mình khuyên anh em nên mua luôn con 3600. Bởi vì cái lý do ấy là giá của nó đang rất là rẻ trong 3 con và nói chung là nó rất là hợp lý để mua. Và cái giá của nó ở trên Hà Nội Computer đang bán hiện tại chỉ có 4.899.000. Và với cái cấu hình của nó cũng như là các cái xung nhịp hay là cổ nhân của nó các thứ ấy, thì mình sẽ test cho anh em kỹ hơn trong video này. Và nói tóm lại là nó đáng tiền. Về mainboard thì chúng ta sẽ có mainboard là MSI B450M Mota. Đây là một con mainboard MATX với mức giá phải chăng. Nó hỗ trợ sử dụng cho các đời chip AMD Gen 1, 2 và 3. Thiết kế mạch nâng cao đảm bảo được cái xử lý và chạy ở tốc độ cao tối đa. Anh em sẽ có kit RAM Kingston HyperX Fury 16GB, nói chung là 2 thanh 8GB. Và nó là đủ để cho anh em chơi được các cái tựa game đỉnh cao hay là bật các tab của trình duyệt web và sử dụng đan xen nhau trong quá trình chơi game mà không lo đến tràn RAM hay là bị giật lag. Và nói đến một con máy chơi game thì đương nhiên là chúng ta không thể thiếu được VGA, tức là card màn hình rồi. Anh em sẽ có card màn hình Sapphire Pulse RX 5600XT. Nó cân được những con game đỉnh cao như là Assassin's Creed hay là Call of Duty ở mức thiết lập là Full HD. Mức setting 2 là thoải mái để cho anh em có thể chuyển game. Và nói đến những cái dòng card Sapphire thì khỏi bàn thôi, nó rất là đẹp. Và cái việc sở hữu một con card mà vừa mạnh vừa khỏe mà lại còn đẹp nữa, một cái điều rất là ok đúng không nào. Với cấu hình này thì mình sẽ trang bị cho anh em một con nguồn 600W đến từ Arocool và một con SSD WD 500GB. Và theo mình thì để anh em lưu một vài tựa game offline và những cái file linh tinh khác thì 500GB là ok. Còn nếu anh em muốn mở rộng dung lượng hơn thì chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái cổng kết nối cho anh em sử dụng. Và cuối cùng để trang bị cho bộ máy này thì mình sẽ lắp cho anh em con tản nhiệt Jonesboro CR1400. Với cái mức giá của con tản nhiệt này thì thường thì mình sẽ không đánh giá cao cho lắm. Tuy nhiên thì con tản nhiệt này nó vô tư để đáp ứng được cái mức sử dụng vừa và đủ, nhất là với những con PC ở phân khúc giá rẻ này. Và nếu anh em có cái khắt khe hơn trong cái việc chọn tản thì ở Hà Nội Computer vẫn còn rất nhiều những mẫu tản nhiệt khác để cho anh em lựa chọn để thay thế cho cái bộ PC này. Vì cái xu hướng của anh em bây giờ là đang tìm đến những con PC nhỏ, gọn, đẹp mà vẫn phải đủ với tiêu chí về hiệu năng để có thể chơi game cũng như là làm việc, thì đây sẽ là con PC có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đấy cho anh em. Và nói lại một lần nữa là tất cả những cái linh kiện này ở trong con PC này này, nó là phù hợp nhất cũng như là có mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại để mình có thể build cho anh em. Và với nó anh em có thể thoải mái mà kiểu chơi game cũng như giải trí nhẹ nhàng sau giờ làm việc. Tuy nhiên thì nói nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà với cái hiệu năng vượt trội của con PC này thì anh em sẽ chiến ở những cái tựa game eSports hay là những con game đồ họa cao hot hit mà vẫn có thể ngon lành, nó vẫn mượt mà. Và để chứng minh cho anh em thấy thì chúng ta hãy đến với phần test hiệu năng.
cả những gì anh em cần bỏ ra để sở hữu con PC này chỉ là 22.911.000. Và đây là một mức giá có thể nói là vô cùng rẻ và hợp lý ở trong những cái dòng máy PC AMD tầm trung. Và anh em thấy sao về con PC này? Nó có kiểu hợp lý hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và đừng quên bấm subscribe về cái chuông bên dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.